Sáng ngày 26 tháng 9, chính quyền xã Cẩm Nhượng huy động hơn 200 người, gồm nhân dân, cán bộ xã, công an, dân quân, các đoàn thể, khẩn trương đến hiện trường vận chuyển các rọ sắt và đá để gia cố các điểm mái thân kè biển bị sạt lở. Theo đó, người dân ở thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, sống ở phía bên trong thân kè biển Cẩm Nhượng rất lo lắng khi bão số 4 đang cận kề. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Nhượng cho biết, người dân và các lực lượng chức năng đã vận chuyển hơn 50 chiếc rọ sắt và trên 100 khối đá hộc, gia cố tại 6 điểm trên mái thân kè biển bị sụt lún sạt lở. Tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003, chiều dài hơn 1,2 km, giúp chắn sóng cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu tại địa bàn các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam, Chùa thuộc xã Cẩm Nhượng. Trước đó, vào năm 2021, sau khi tuyến kè biển xã Cẩm Nhượng bị triều cường làm hư hỏng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư gần 2 tỷ đồng sửa chữa một số vị trí. Tuy nhiên, việc này cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Về lâu dài, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn thường trực và đáng báo động.